sâu sâm ở lại chịu lời đắng cay. Em làm gì vậy? Con đang ngủ mà. Em biết, nhưng mà em thấy thương con quá nên em không có kìm lòng được. Em ôm con từ sáng cho tới tối mà nói là không kìm lòng được. Em đó nha, mới có một đứa đã vậy, mai mốt sanh hai đứa chắc quên anh luôn ha. Cậu ba có thương con mình không? Ngốc quá, nói gì kỳ vậy? Con thương chứ thương ai? Chuyện gì vậy? Sao mắt em đỏ hoe vậy nè? Dạ không, tại vì em buồn ngủ quá nên mắt em đỏ thôi, chứ không có gì. Đừng có giấu anh, cả ngày hôm nay tâm tư của em không được tốt. Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. Hay là má với lại chị hai la rầy em? Dạ không có, má với chị hai thương em lắm, không có rầy gì em hết. Vậy tại sao em lại khóc? Chắc là nghe tụi nó đồn anh sắp lấy vợ nên tủi thân chứ gì. Dạ không có. Hay bắt chước người ta ghen rồi. Em không có mà. Cái gì cũng không có, nhưng nhìn mặt em anh lại thấy có. Em đẩy con vô nôi đi. Dạ. Ra anh tính là một lát mới nói cho em biết, nhưng mà thấy em buồn anh nói luôn. Đúng là má có bắt anh cưới vợ. Trước sau gì cậu ba cũng phải lấy vợ, chuyện này em biết lâu rồi. Em đừng có buồn, anh chỉ giả bộ để cho má đừng làm khó em thôi, chứ ai đâu mà đi thương con nhỏ chảnh chệ đó. Mà nó cũng có thương yêu gì anh đâu. Không thương sao lại cưới nhau? Nó muốn chọc tức trả thù anh thôi, nhưng mà nó tưởng làm như vậy là anh sợ, anh đi năn nỉ nó còn lâu. Hồi nãy anh hù ngược lại nó luôn. Cậu ba hù sao? Thì nó muốn cưới, cưới luôn. Như vậy là làm thiệt chứ hù gì. Nó không muốn làm vợ anh đâu, cho nên nó sẽ tìm cách quỷ hôn thôi. Tới chừng đó má không trách anh và cũng không làm khó em nữa. Nhưng rồi người ta không chịu quỷ hôn, vậy thì cậu ba phải cưới rồi. Càng tốt. Sao vậy cậu ba? Vậy có cớ hành hạ nó nhiều hơn. Hành hạ? Phải. Một ngày anh đánh nó 8 trận, nó không chịu nổi sẽ ly hôn với anh thôi. Cậu ba hung dữ quá. Vợ mình mà cũng đánh nữa. Nhưng mà cô ta đâu phải là vợ của anh. Trong lòng anh á,
Chỉ có một mình em thôi. Có thiệt là trong lòng cậu ba chỉ có một mình em thôi không? Thiệt chứ. Nhưng mà cho tới bây giờ là thiệt, còn mai mốt thì không biết ạ. Mai mốt cậu ba sẽ thương người khác hả? Thì để coi em Bình có ngoan, có hầu hạ anh chu đáo hay không chứ. Thôi em, khuya rồi, nằm xuống ngủ đi, nôn quá. Cậu ba, nếu như mai mốt em xảy ra chuyện gì, cậu ba nhớ nuôi con em đàng hoàng nghe. Em nói cái gì vậy? Sao tự nhiên em đi nói những cái lời giống như là trăn trối vậy hả? Không có, em chỉ nói là lỡ như thôi. Lỡ như em phải đi đâu đó, lỡ như em không được gần bên cậu ba nữa, thì cậu ba phải hứa là phải thương con em thiệt nhiều nghe. Cậu ba đừng để ai ăn hiếp nó hết. Con của Khải Duy này ai dám ăn hiếp, người đó chắc không muốn sống nữa rồi đó. Đừng có nói mấy cái chuyện này nữa, ngủ đi, anh nôn lắm rồi đó.